chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Bảo đảm ổn định thị trường bất động sản. Liên minh châu Âu kêu gọi các nước thành viên thúc đẩy cải cách nhằm chống nạn rửa tiền. Bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường bất động sản. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương cần tổ chức kiểm tra, làm rõ nguyên nhân gây ra biến động của thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, ngăn chặn các tổ chức cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, thông tin về dự án và giá bất động sản sai sự thật để trục lợi. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 8. Tại thành phố Đà Nẵng, đồn biên phòng non nước phối hợp cùng phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện một vụ sản xuất dầu nhất giả với số lượng gần 2.000 lít. Trước đó, đồn biên phòng non nước đã tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 43A-37986 do Nguyễn Giang Hà, sinh năm 1988, quê ở Hải Dương điều khiển, phát hiện trên ô tô của Hà dựng chuyển 60 can nhựa trắng chứa dầu nhớt, loại 4 lít, in chữ Castrol. Đối tượng Hà khai nhận đang chở số dầu nhớt giả mạo nhãn hiệu Castrol này đi tiêu thụ trên địa bàn Đà Nẵng. Tiếp tục đấu tranh, lực lượng biên phòng Đà Nẵng đã kiểm tra, khám xét cơ sở sản xuất dầu nhất giả của Hà, phát hiện 1.600 lít dầu nhất nguyên liệu, hơn 450 giỏ can nhựa loại 4 lít, gần 50 giỏ can nhựa loại 5 lít hơn 100 vỏ thùng nhựa loại 18 lít cùng 230 tem chống hàng giả, 600 nắp can, tất cả đều in chữ Castrol các loại. Hiện bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã niêm phong tăng dược tại cơ sở sản xuất dầu nhất giả này, phối hợp cùng các cơ quan chức năng trưng cầu giám định chất lượng, giá trị cũng như tác động quỷ quại của dầu nhất giả với động cơ xe máy để làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. Còn tại tỉnh Đắk Nông, một đường dây làm tàn trữ lưu hành tiền giả với số lượng tiền giả gần 2 tỷ đồng cũng vừa bị công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với cục an ninh điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thu giữ nhiều tăng vật liên quan. Theo thông tin ban đầu cuối năm 2018, Ngô Nguyễn Trung Hiếu 20 tuổi, ngụ huyện Đắk Cờ Long, Đắk Nông, dùng hai tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua hàng online và bị một người dân tố giác. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã thụ lý điều tra hai đối tượng liên quan. Từ lời khai của hai đối tượng, công an tỉnh Đắk Nông đã bắt Nguyễn Đức Quy ở phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng chuyên làm tiền giả, có hai tiền án về tội cướp tài sản, nghiện ma túy, nhiễm HIV và là đầu mối cung cấp tiền giả cho các đối tượng nêu trên. Cái phương thức giao dịch của các đối tượng ở trong vụ án này rất tinh vi. Đấy, chúng lên cái mở các tài khoản ở ngân hàng và các tài khoản Momo khi mà đặt hàng đối tượng làm tiền giả thì nhận được tiền đặt cọc thì mới tiến hành tổ chức theo với số lượng của của đơn đặt hàng mà chú giao tiền giả giao nhận tiền tiền giả với nhau như là giao ma túy. Khám xét nơi ở của Quy, công an tỉnh Đắk Nông đã thu giữ các dụng cụ để làm tiền giả, 78 tờ tiền polymer giả mệnh giá 500.000 đồng một khẩu súng bắn điện và nhiều thẻ ATM dùng để giao dịch mua bán tiền giả. Đối tượng đã sử dụng các cái nguyên vật liệu máy móc sẵn có trên thị trường để làm tiền giả. Và nhìn chung thì là có thể nói rằng là với cái phương thức này thì nó cũng chưa phải là làm giả ở mức độ tinh vi. Chúng tôi xác định là, là, là nghiêm trọng, là một là số tượng lớn, và hai là tự làm ra. Đấy, cái thứ ba là có đến giờ phút này thì là là chúng tôi đã chứng minh được là cái cái đường này từ làm cho đến là đến tiêu thụ là đến ở năm địa bàn. Đến nay, công an tỉnh Đắk Nông đã bắt 6 đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng. Liên quan đến vụ án, ngày 23 tháng 7, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã có thư khen đối với công an tỉnh Đắk Nông về thành tích phá án. Đồng thời, công an tỉnh Đắk Nông cũng thưởng nóng cho công an huyện Đắk Cờ Long, phòng an ninh điều tra mỗi đơn vị 15 triệu đồng. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tình chắn đáng chú ý khác. Từ ngày 1 tháng 8, Việt Nam Airlines thay đổi chính sách hành lý hệ kiện thay cho chính sách hành lý hệ cân trên các chuyến bay nội địa và quốc tế. Chính sách mới áp dụng tính cước phát sinh, tính theo kiện, chứ không áp dụng theo số cân như trước đây. Để kiểm soát hành khách mang hành lý sách tay đúng quy định, tại khu vực làm thủ tục của Việt Nam Airlines sẽ có khung đo và cân gắn theo hành lý để nhân viên khu vực cửa ra kiểm soát giữa hành khách hạng phổ thông được mang một kiện hành lý sách tay có tổng trọng lượng tối đa là 12 kg và túi phụ kiện đường máy tính thay vì là 7 kg như trước đây. Với hành lý ký gửi, hành khách phổ thông được mang một kiện 23 kg trên đường bay nội địa Việt Nam, Đông Bắc Á, Châu Âu, Australia thay vì là 20 kg như trước đây. Trong 24 nhóm hàng nhập khẩu tỷ đô 6 tháng đầu năm, có 3 nhóm hàng tăng mạnh, kim ngạch trên 10 tỷ đô, Đáng lưu ý, cả ba nhóm hàng này tăng chủ yếu từ thị trường Trung Quốc. Cụ thể, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có kim ngạch lớn nhất tăng gần 70% so với cùng kỳ. Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng là nhóm hàng nhập khẩu lớn thứ hai, tăng hơn 26% so với cùng kỳ. Thứ ba là nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da dày, có kim ngạch nhập tăng gần 11%. Người nuôi tại thủ phủ nuôi tôm hùm Khánh Qua cho biết, hiện giá tôm hùm thương phẩm trên địa bàn được thương lái thu mua với giá rẻ bèo. Cụ thể, tôm hùm xanh từ 400 cho đến 550 000 đồng một ký, giảm từ 50 cho đến 100 000 đồng một ký và tôm hùm bông từ 1 cho đến 1,1 triệu đồng một ký loại 1, giảm từ 500 cho đến 600 000 đồng một ký so với tháng trước. Với giá này thì người nuôi trên địa bàn thu hoạch thua lỗ nặng, ít nhất hàng trăm triệu, còn nhiều lên đến tiền tỷ về nguyên nhân, giá tôm hùm giảm sâu. Qua liên lạc, các thương lái cho hay, do đường tiểu ngạch từ phía Trung Quốc đang thắt chặt, lượng tôm tồn ở cửa khẩu nhiều. Tiếp tục bản tin sẽ là những thông tin kinh tế tài chính thế giới đáng lưu ý. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 7, Quỹ ban châu Âu EC cảnh báo các nước liên minh châu Âu cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng tiền bẩn lên tới hàng tỷ euro được giao dịch tại các ngân hàng trong khối này, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lỗ hỏng trong cách xử lý nạn rửa tiền của các ngân hàng và chính phủ các nước. Theo giới chức châu Âu, các ngân hàng thường không tuân thủ quy định về chống rửa tiền trong khi nhiều cơ quan quản lý tại các nước Liên minh châu Âu không giải quyết triệt để tình trạng này và chưa khắc phục những lỗ hổng trong quy định hiện hành. Quỹ ban châu Âu EC cho rằng những khiếm khuyết này đã cho thấy những vấn đề mang tính cấu trúc của các quy định về chống rửa tiền. Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu cho rằng, các nước thành viên nên cân nhắc về việc trao quyền nhiều hơn cho Liên minh châu Âu nhằm cải thiện hoạt động giám sát hành vi vi phạm tài chính tại các ngân hàng. Trước đó, đề xuất thiết lập một cơ quan giám sát Liên minh châu Âu về hành vi rửa tiền đã bị nhiều nước thành viên từ chối do quan ngại ý tưởng này ảnh hưởng đến thẩm quyền của các quốc gia Liên minh châu Âu. Trong một báo cáo riêng rẽ, Quỹ ban châu Âu cũng đã bổ sung bóng đá chuyên nghiệp, cửa khẩu ra chào tự do vào danh sách những lĩnh vực có nguy cơ cao về rửa tiền. Ngày 24 tháng 7, Nhật Bản khẳng định với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO rằng biện pháp của nước này hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc dựa trên các mối lo ngại về an ninh quốc gia và không cấu thành một lệnh cấm hay là trở thành một vấn đề thích hợp để đưa ra thảo luận ở WTO. Phát biểu tại cuộc họp của WTO, đại sứ Nhật Bản tại Geneva, Thụy Sĩ, Junichi Ihara nói Trước hết, biện pháp được Hàn Quốc đề cập tới là dựa trên hệ thống kiểm soát xuất khẩu vì an ninh quốc gia, và không phải là chương trình nghị sự thích hợp cho WTO. Trước đó, vào ngày 23 tháng 7, WTO đã bắt đầu tiến hành cuộc họp kéo dài 2 ngày, trong đó có thảo luận vấn đề Nhật Bản hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc. Vấn đề này được đưa vào chương trình nghị sự tại cuộc họp của Đại hội đồng WTO, cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của tổ chức này. Theo đề nghị của Hàn Quốc, do Seoul lo ngại các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản có thể ảnh hưởng tới các nhà sản xuất của Hàn Quốc như là Samsung Electronics và SK Hynix. Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ cho biết hãng đã bị thua lỗ gần 3 tỷ đô la Mỹ trong quý 2 năm 2019 do vẫn đang gắng sức khắc phục những tác động từ việc dòng máy bay chủ lực 737 MAX bị cấm hoạt động trên toàn cầu. Sự cố khiến cho giá cổ phiếu của hãng này giảm mạnh. Theo đó, trong quý 2 vừa qua, Boeing lỗ rộng 2,94 tỷ đô la Mỹ, trong khi cùng kỳ năm ngoái hãng lãi 2,20 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức thua lỗ lớn nhất tính theo quý của nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới này. Kết quả làm ăn thất bát của Boeing chủ yếu là do tính đến khoảng chi phí phát sinh 5 tỷ đô la Mỹ, công bố hồi tuần trước để giải quyết sự cố dòng máy bay 737 MAX bị trường bay trên toàn cầu sau khi xảy ra hai vụ tai nạn thảm khốc trong vòng 6 tháng tại Indonesia và Ethiopia. Khoản tiền trên cũng được dùng để đền bù cho các hãng hàng không bị ảnh hưởng do việc Boeing tạm dừng chuyển giao máy bay 737 MAX sau khi hãng giảm sản lượng của dòng máy bay thân hẹp này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho Bản tin Kinh tế cho Tài chính của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An ngày hôm nay kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo